Đây, các bạn nhìn thấy gì không? Mình đã đến cái thôn Anh An. Đó, hành trình của mình là vẫn phải dắt theo Săn đi theo này. Đó, Săn hôm nay là được ngắm cảnh rất là thích luôn. Đó, đó, ô, Săn đâu? Săn đâu? Săn đâu? Săn chào cả nhà chưa? Săn chào cả nhà nhá. Săn hôm nay là Săn được đi dã ngoại cùng gia đình này. Đó, Săn được ngắm, đang ngắm hồ đấy, đang ngắm bể bơi đấy. Đó, Săn chào mọi người chưa? Đây, sau khi mình di chuyển một chặng đường rơi vào hơn 20 cây đã lên sang tới thôn Anh An. Như mình đã nói chia sẻ thì là thôn Anh An nó sẽ hơn ở cái địa điểm cắm trại khác, là nó có một cái bể bơi dành cho trẻ em và cũng có thể cho cả người lớn nữa, có cả nhà phao. Nó là có bể bơi 1m2 và bể bơi 1m6 có thể trải nghiệm ở đây. Và các bạn đã nhìn thấy không, đây là cái trại mà mình đã cắm. Lúc nãy là mình không có thời gian để mà làm cái video ở lúc quá trình cắm trại của mình để lựa chọn hướng hay là lựa chọn như thế nào. Thì ở đây là mình tạm thời cắm lên cái lều của mình như thế này. Đồ đạc vẫn còn đang lanh tanh bành, trẻ con thì đã tự đi tìm xem khám phá khu quanh đây là có những gì. Đây, nó nằm ở bên phía ngoài đê, phía ngoài của cái đê sông Hồng. Thì phía lúc nãy là mình có cho các bạn xem ở video trước là cái sông Hồng đấy có thuyền làng bè đang đi lại ấy. Thì họ dựng một cái trong phía trong này là có một cái khoảng đất rất là rộng và bằng phẳng, cỏ mọc, và đây có rất là nhiều các cái gia đình mà đến đây cắm trại. Nó cũng có một số các cây dừa, như cái phía xa kia các bạn nhìn thấy thì là mấy gia đình người ta đi sớm, người ta đã chọn được một cái địa điểm để cắm là dưới gốc mấy cây dừa, thì mấy cây cọ chứ, gốc mấy cây cọ nên rằng là nó sẽ mát hơn với mình. Nhưng mình nghĩ là bây giờ cái thời gian đang khoảng độ 12 giờ trưa, ngoài 12 giờ trưa 1 giờ thì hơi nắng một chút, chỗ này là hơi nắng một chút. Thế nhưng mà nó có thể view được cho các con. Tí nữa các con sẽ sau khi mà ăn uống đó. Đây các bạn nhìn thấy không? Mình đã chuẩn bị đồ để làm đồ nướng. Và đây là cái bếp mình mang đi, bếp nướng than hoa. Và những cái đồ dụng cụ mang đi thì cái bếp tướng này thì mình mua có 100.000 cả la cái. Nhưng mà thực ra thì cái bếp này thì nó cũng tiện, nó gấp gọn vào nhưng mà nó cũng hơi yếu. Thì nếu mà các bạn mà muốn dùng lâu bền thì chắc là phải chọn một cái bếp khác. Cái bếp này thì nó hơi yếu, mình đã sử dụng vài lần rồi. Nhưng mà cái chất của cái này thì nó hơi yếu nên vậy mà nó dễ bị ỏng ẻo, nó không chắc lắm. Những cái đồ mà chuẩn bị mang đi cho cái hành trình lớn của mình thì cũng đơn giản thôi các bạn ạ. Thực tình thì các bạn chỉ vào siêu thị một tí là các bạn có thể chọn được một số đồ. Ví dụ như là... Ơi! Nào con đi đâu? Mẹ! Ở đây nó vừa sợ mà... Sao? Có cái gì? Yên, có cái gì? Thế thôi, đi thôi, để Yên mẹ đang ấy lúc. Ở đây nó vừa sợ vừa vui mẹ. À, vừa sợ vừa vui, có khu nhà cổ đúng không? Không có nhà cổ đâu. Thế à? Không. Sao đi xa tận đâu? Có cái vườn thú. Có con ngựa. Đấy, con ngựa cho đầu thôi năm sao đầu. Mấy con dê nó cứ thò đầu ra nhưng mà năm chẳng dám mấy. Đúng rồi, không đi ra đây, đúng rồi. Chứ con ngựa em ngựa đấy là nó buộc chất trong lồng mà có đá điếc gì đâu, không ngựa. Con dê. Dê làm gì? Sao em bảo là cho anh không nhảy nó đi, anh bảo là. Ôi nhanh cháy. Mày đương nhiên rồi, mày sợ con dê nó xịn ngoài mục đích ra, nó đòi ăn nó còn làm gì đâu. Thực ra thì đáng nhẽ ra mình phải con ngựa mà nó cho mình xoa đầu bởi vì nó đòi ăn đấy. Thì đằng đấy là có con vợ, thưa mẹ thằng bảo ở đây nó còn có khu làng cổ cơ mà, nhà cổ cơ mà nhỉ. Mấy con này á. Khu nhà Lâm Gian cơ mà. Đây đây túi rác này. Thua cái vườn thú rồi. Con vứt vào túi rác này, đồ các thứ là phải vứt gọn vào túi ni lông rác để mình mang về nhá, không được tha đồ linh tinh ở đây. Ở trên đường đi học thì, mỗi chỗ nó có một kiểu. Trên đường đi học nghe em còn thấy cả mèo rừng cơ, nhưng mà em cứ đợi 2 ngày sau đi. Thì mỗi chỗ nó có một kiểu, kia là nhà dân, còn đây cái khu này là khu họ phục vụ cho chỉ ấy, đây là phục vụ cho cái này là chính thôi, mấy cái con vật gọi là thêm và cho trẻ em chơi thôi, chứ còn thực tình là nó có cái bể bơi như thế này là trẻ con vừa bơi này, vừa những cái con vật đấy thực ra là nó cũng chưa có ở đây, họ cũng chưa phát triển mảng đấy, nó lại là mảng ở đây là mảng chủ yếu dành cho mọi người cắm trại và bể bơi này là chính thôi.
cái ca gọi là tham gia đồ nướng BBQ rồi chưa, còn có thể là bây giờ nó dịch vụ đấy này, phía đằng sau này này, đằng sau nó có một cái nhà chòi ở đây. Cái nhà chòi này là chắc là cái phần dịch vụ thì thuê bạt hay là thuê bếp nướng hay thuê ghế thuê bàn là ở đây họ phục vụ luôn này. Có thể mua một số như là nước uống hay là có thể phục vụ tại chỗ như là xúc xích. Trong đấy mình cũng thấy mọi người họ bê mấy cái đĩa xúc xích, mấy cái đồ nướng lên cho phục vụ cho những nhà khác. À, phía dọc quanh cái bờ, cái bể bơi này thì nó có những cái chòi như thế này, có những chòi bằng mái cọ như thế này, có ghế để mọi người ngồi sau khi bể tắm lên thì mình nghĩ cũng hợp lý, cũng hợp lý. Thực tình là nó hơn một chỗ là mình được tắm và mình được bể bơi thì có thể là nó cũng không được, không biết là sạch hay không thì chắc gì sẽ phải trải nghiệm sau. Thế nhưng là có cả nhà phao cho trẻ con chơi, sau đó thì mình có thể nướng. Nhìn chung thì với mức độ nó như vậy thì nó cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Cũng dễ để có thể đi trong một buổi chiều hoặc là một buổi ngày, trải nghiệm ở đây cho các con cắm trại, sau đó thì tắm, sau đó lại lên ăn rồi hóng mát chơi, rồi đến chiều tối về đó. Thế thôi, ok, thế thôi nhá, xin phép chào cả nhà.